khán giả Quang và con đường hai nơi ở ban phòng lễ thứ cũng như các em đã đua cái nha. Và các bạn giới trẻ của giáo sở đấy cũng như những tình cảm vừa rồi mà giáo họ ấn qua nhỉ, nên có đôi lời để chia sẻ cũng như gửi gắm những lời cảm ơn đó thì cha chú con đó xứ rồi chú con cũng mong rằng
lần nữa xin được cảm thanh lời cho ban chấp hành giáo hội Phật giáo Học. Mặt cho anh làm chương trình xin gửi tới cha và quý ông bà và anh chị em lời chúc trong đầu xuân năm mới xuân Canh Tý 2020 tràn đầy sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và tràn ngập những niềm vui trong cuộc sống, đặc biệt là trong chương trình giao lưu buổi trưa ngày hôm nay. Trong kính cha, kính thưa quý vị, một năm bắt đầu từ một mùa xuân. Và với tất cả những tâm tư tình cảm để mọi người chúng ta đều hướng về trong những ngày đầu năm mới. Và ngày hôm nay, ở một chương trình giao lưu đặc biệt để chúng ta có mặt và hiện diện đông đủ tại nơi đây, trao dồi tất cả những tâm tư tình cảm hướng về những gì mà tạo hóa đã dành cho chúng ta. Đó chính là Thiên Chúa đã dành cho con người của chúng ta những gì tình yêu và hạnh phúc. Để rồi những thành quả đó con người của chúng ta đã và đang hưởng thụ. Và ngày hôm nay, ở một sự kết hợp đặc biệt đối với Tổng Nam cũng như giáo họ Ân Quang đăng cai long trọng tổ chức chương trình cung minh thánh giá cầu nguyện và để sự hiện diện đông đủ của quý ông bà và toàn thể quý vị đã trở về cùng tham dự. Kính thưa quý vị, trải qua với những ngày vừa qua để chúng ta cùng cảm nghiệm với những ngày đầu xuân năm mới và những niềm vui để chúng ta đã có, và tất cả quý vị chúng ta đã dành những lời chúc cho nhau để trở về cùng tham dự với chương trình giao lưu của chúng ta và chuẩn bị cho giờ cầu nguyện cung minh thánh giá ở tại giáo họ Ân Quang và trở về với chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của cha phó Phêrô Nguyễn Văn Đoàn, cha phó sứ tam tổng của chúng ta ngày hôm nay. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của ban lãnh đạo giới trẻ giáo sứ tam tổng cùng quý ông bà trùng quản đại diện các giáo họ, ban lãnh đạo giới trẻ của các giáo họ thuộc Tổng Nam cũng về tham dự. Xin quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng sự hiện diện của bố mẹ đỡ đầu cho giới trẻ giáo họ Ân Quang, các ân nhân, các nhà hảo tâm cũng về tham dự với chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một cái điều đặc biệt đối với giáo họ Ân Quang của chúng ta, trong những ngày chúng ta cảm nhận những ngày đầu xuân năm mới, giáo họ Ân Quang của chúng ta cũng có một thành tích, một kỳ tích rất là đặc biệt, đó chính là giải đua thuyền. Và đây cũng chính là cái mốc đầu tiên để giáo họ Ân Quang của chúng ta có một cái sự khởi đầu trong năm mới. Và ngày hôm nay cũng là một điều đặc biệt, là một điểm đích cũng như là điểm xuất phát mà như cuộc đua thuyền của chúng ta đã cảm nghiệm và quý vị chúng ta đã biết. Thì ngày hôm nay giáo họ Ân Quang cũng đại diện cho
4 giáo họ thuộc Tổng Nam có tổ chức một chương trình giờ cầu nguyện cung vinh thánh giá. Sự hiện diện rất đông đủ của quý vị trở về tham dự trong ngày hôm nay, đây cũng chính là niềm vui, niềm vinh dự đối với giáo họ Ân Quang và ban lãnh đạo giới trẻ giáo họ. Sau đây xin được trân trọng giới thiệu và chào mừng ông trùng chánh giáo họ Ân Quang sẽ nên có đôi lời phát biểu ý kiến. Xin được trân trọng kính mời ông. Thưa kính thưa cha, thưa các ông ban chấp hành giáo họ Tổng Nam và tất cả các bố mẹ đỡ đầu, thì cũng được buổi tối hôm nay thì giáo họ xuống con cũng là buổi đầu xuân, thì cũng được cũng như thánh giá buổi tối hôm nay, thì từ hôm nay chúng con cũng giao lưu tại giáo họ Ân Quang của chúng con, thì cũng đặc biệt cha và các giới trẻ của Hàn xứ cũng đã về đây để chung cái niềm vui trưa hôm nay, thì chúng con rất được đặc biệt là vui tất cả các có cha các ông các bà được tham dự là buổi trưa hôm nay, thì chúng con cũng thay lời cho giáo họ Ân Quang xin cảm ơn cha tất cả các ông các bà bố mẹ đỡ đầu rồi toàn cả thể bốn họ Tổng Nam có mặt nơi đây. Buổi xưa hôm nay thì chúng con cũng có bữa cơm thân mật, thì cha tất cả các ông cùng chung niềm vui với các họ chúng con. Con xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, vừa rồi ông trùm chánh giáo họ Ân Quang cũng đã có đôi lời để chia sẻ trong những ngày đầu xuân năm mới. Và một điều đặc biệt đối với giáo họ của chúng ta, như tất cả quý vị chúng ta được biết, thì một sự khởi đầu trong năm mới và tháng đầu tiên đại diện cho 12 giáo họ thuộc giáo xứ Tam Tổng, thì giáo họ Ân Quang có tổ chức một chương trình, đó chính là giờ cung nghinh cầu nguyện, cung nghinh thánh giá. Vì thế đây cũng chính là cảm nghiệm để cho các bạn giới trẻ chúng ta sẽ hướng về với những gì, đặc biệt là hướng về với tương lai mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi con người của chúng ta. Và một điều đặc biệt ngày hôm nay, sự hiện diện của quý ông bà đại diện cho các giáo họ thuộc Tổng Nam cũng như ban lãnh đạo giới trẻ của các giáo họ, chúng ta cũng về chung vui thông qua bữa tiệc giao lưu của chúng ta trong giờ phút này. Tiếp sau đây, để trở về cảm nghiệm với niềm vui của giáo họ cũng như là chia sẻ tất cả những gì mà giáo họ cũng như là Tổng Nam của chúng ta đã đạt được cũng như có những kết quả như ngày hôm nay, sau đây chúng con xin được trân trọng giới thiệu và kính mời cha phó Phêrô của chúng con sẽ có đôi lời để chia sẻ với toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông, quý bà, thì tất cả mọi người trong Tổng Nam này. Cái tiên là hôm nay tại giáo họ Ân Quang, thì như cái lời của người giới thiệu chương trình, chúng ta thấy thì những thành tích để chúng ta đã nêu lên đúng không? Thì chúng ta thấy mà để có đạt được thành tích như vậy thì cái sự hy sinh cũng cố gắng rất là nhiều. Qua đó thì hôm nay chúng ta nổ một tràng vỗ tay để chúc mừng thành tích của giáo họ chúng ta. Và cũng là dịp đầu năm. Thực ra thì nếu mà tính về dương lịch thì chúng ta là họ thứ hai cung nghinh thánh giá và cung nghinh tai dê trong năm dương lịch. Và nếu mà tính về âm lịch thì là giáo họ chúng ta, tổng chúng ta, Ân Quang là giáo họ đầu tiên cung nghinh thánh giá và cầu nguyện. Cho nên đó cũng là một niềm vui cho những ngày đầu năm của giáo họ của tổng chúng ta. Thì chúng ta biết thì Thiên Chúa là mùa xuân, cho nên là đặc biệt là giới trẻ mà trong năm nay chúng ta biết là năm 2020 một cách đặc biệt Giáo Hội Đồng Giám Mục Việt Nam quan tâm đến người trẻ và chủ đề trong năm nay đó là đồng hành với người trẻ để đổi giúp cho người trẻ thăng tiến và trưởng thành trong đời sống đức tin và trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta tổ chức cầu nguyện tai dê chuyên hôn thánh giá đó là một điều rất đặc biệt và quan trọng, bởi vì nếu trên cuộc sống của người trẻ luôn có Chúa đồng hành thì mọi sự sẽ thành công, mọi sự sẽ luôn tươi trẻ.
Cho nên hôm nay chúng ta quy tụ về đây để được cùng chung chia niềm vui với giới trẻ. Với người trẻ thì cũng cầu chúc cho mỗi người trong giáo họ chúng ta cách riêng, đặc biệt là những người trẻ luôn tìm nơi niềm vui, nơi cái sự tươi trẻ của Đức Kitô. Đức Kitô hôm nay, hôm qua và mãi mãi vẫn là một. Cho nên chúng ta mời gọi để đổi suy tôn cầu nguyện đó, cũng cầu chúc mọi người chúng ta cách riêng xin Chúa gìn giữ cho chúng ta, cho mỗi người trong giáo họ chúng ta một năm nhiều niềm vui và bình an, đặc biệt là cho những dự tính cho cuộc sống của chúng ta, công việc làm ăn mỗi ngày một thăng tiến hơn, và điều thăng tiến đó theo ý định của Thiên Chúa, để rồi không những chúng ta có của cải vật chất nuôi thân, nhưng mà quan trọng hơn chúng ta thánh hóa công ăn việc làm của chúng ta để đời sống thiêng liêng mỗi ngày mỗi thăng tiến phát triển hơn, và để qua đó người ta chia sẻ niềm vui, chúng ta cảm nghiệm một cách sâu xa về tình yêu của Thiên Chúa cho những người xung quanh, để người đó qua đó người ta cùng cảm nghiệm. Cho nên là trong buổi hôm nay thì cũng được thay lời cho cha chính xin cầu chúc tất cả mọi người trong tổng cũng như trong giáo họ, đặc biệt là các giới trẻ, mỗi ngày một thăng tiến hơn, mỗi ngày một sức khỏe và niềm vui hơn. Xin hết lòng cảm ơn. Và tối nay chúng ta sẽ gặp lại qua những lời cầu nguyện của chúng ta. Xin cảm ơn. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn, tri ân những tình cảm và những lời chia sẻ mà cha Phó Phêrô đã dành cho chúng con, cũng như những người trẻ nói chung của thuộc Tổng Nam và đặc biệt là các bạn giới trẻ thuộc giáo họ Ân Quang. Nên một niềm vui đã và đang lan tỏa trong khung cảnh và tiết trời mùa xuân của chúng ta. Và Chúa Xuân đã ban cho mỗi người của chúng ta với sự bình an, niềm vui và niềm tín thác vào Người. Và ngày hôm nay, cha Phó Phêrô cũng đã dành những tình cảm đó để chia sẻ tới quý ông bà và toàn thể quý vị. Và chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng ông ạ. Xin mời quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn. Và tiếp sau đây, xin được trân trọng kính mời ông trùm phó phụ trách giới trẻ giáo họ sẽ nên có đôi lời chia sẻ. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa cha, kính thưa các anh bên giới trẻ của hàng xứ, kính thưa các ông bà trùm quả Tổng Nam. Hôm nay là những buổi đầu năm thì cha cũng rất yêu ái, cũng như các anh bên giới trẻ của hàng xứ thì cũng tạo điều kiện cho giới trẻ Tổng Nam chúng con, cũng là như họ Ân Quang, chúng con được rước thánh giá. Nhất là buổi tối hôm nay thì cũng nãy như cha nói thì cũng đồng hành với chúng con, thì cha cũng cầu nguyện cùng đồng hành chúng con, cầu nguyện cho giáo họ chúng con, cũng như cho tổng chúng con, cũng như trong giáo xứ nữa. Thì nhân dịp đầu năm mới con không biết nói gì hơn, con chỉ biết chúc cha khỏe mạnh, cũng như các anh giới trẻ với hàng xứ, cũng như quý ông bà, cũng như tất cả các bạn trẻ có một sức khỏe năm mới được mọi sự bình an trong tay Chúa. Một lần nữa con xin hết lòng cảm ơn. Thì cũng giờ này cũng đến giờ trưa rồi, thì hôm nay cũng được sự giúp đỡ của bố mẹ đỡ đầu, cũng như ân nhân thân nhân, cũng cộng tác của các ông chủ bên giới trẻ bố giáo họ, chúng con cũng tổ chức một bữa cơm nhân hoan nhẹ nhẹ. Con mời cha cũng như tất cả quý ông bà và các bạn trẻ sẽ dùng với chúng con bữa cơm thân mật. Xin được trân trọng cảm ơn những lời ý kiến phát biểu của ông trùm phó phụ trách giới trẻ của giáo họ Ân Quang. Cô đã có đôi lời mời trân trọng kính chuyển tới cha và toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ chính thức để tham dự bữa tiệc chia sẻ chúc mừng cho ngày vui mà giáo họ Ân Quang cũng như là giới trẻ của giáo họ ngày hôm nay đã có, sẽ có một thời gian, những khoảnh khắc để chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện của cha cũng như quý ông bà anh chị em. Chúng ta sẽ chính thức tham dự bữa tiệc. Sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ an tọa tại chỗ để bộ phận ban tiếp tân sẽ chuẩn bị thông qua bữa tiệc. Xin mời. Đây là có bạn đỡ đầu đâu? Bạn đỡ đầu đây hả? Ai sang đỡ đầu không? Đỡ phải đỡ chân. Đỡ đầu.
Và xin mời nơi bàn tiệc của quý vị chúng ta sẽ ra rượu thế ạ. Và chúng ta rô một cái thật to để khởi động cho trong những ngày đầu xuân năm mới, và chúng ta cùng cầu chúc cho nhau an lành, bình an. Xin rượu đi, ra rượu đi. Quý vị nơi bàn tiệc của quý vị ạ. Ra rượu rô một phát như thế. Xin mời quý vị chúng ta cầm đi rượu lên đi ạ. Chúng ta sẽ cùng hô thật to để chúc mừng ạ. Xin mời chúng ta cùng đứng lên đi ạ. Và xin mời. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Chúc mừng tất cả quý vị và chúc mọi người chúng ta một bữa tiệc thật ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn. Nhìn vào đây nào, ta nhìn đây nè, ta lân cốc một cái cho khi thế. Đổ mạnh vào. Đổ mạnh lên. Nào. 1, 2, 3. Go. 1, 2, 3. Go. 2, 3. Wow. 1, 2, 3. Go. 2, 3. Go. 2, 3. Yeah.
Rô to nhá. Nào, rô to cái nào. Ông gia trưởng đang đến chúc sức khỏe. Thấy ra tên này có nhiều lên. Hello. Kính thưa vị đại diện cho Tổng cục Đối xứ, rồi ông trưởng tổng, các vị trong ban chấp hành giáo họ, cũng như công đại diện cho ban chấp hành các giáo họ trong tổng năm, cùng toàn thể công các bà bố mẹ đỡ đầu, rồi các ban ngành toàn thể, thưa toàn thể các cháu giới trẻ giáo họ Vinh Quang, trong cái ngày hôm nay đang còn cái không khí xuân, nhưng với cái chương trình phục vụ của giáo xứ thì giới trẻ của giáo hội Ân Quang cũng như giới trẻ giáo xứ nói chung cũng đã khởi động cái chương trình gọi là sinh hoạt của giới trẻ, đó là chúng ta cứ gọi là chương trình cầu nguyện tay dê. Và chương trình này dành riêng cho giới trẻ, có sự hiệp thông của tất cả mọi thành phần dân chúa trong giáo xứ. Hôm nay thì giới trẻ Ân Quang đã tổ chức cái chương trình này, tức là vào buổi tối nay. Và trước khi cái chương trình cầu nguyện diễn ra thì cũng ngày đầu xuân, thì ban chấp hành giáo họ cũng như giới trẻ giáo họ Ân Quang cũng đã tổ chức cái bữa tiệc liên hoan. Hôm nay cũng là cái tiệc gọi là mừng xuân của giới trẻ của giáo họ cũng về dự hôm nay. Cũng rất là sự quan tâm của đặc cách giới trẻ của giáo họ Ân Quang về đây dự cái bữa tiệc này, thì cho phép con được thay lời cho ban tổ chức xứ cũng như tập đoàn giáo xứ Tam Tổng, xin cảm tạ với cha thầy cô cũng như toàn thể quý vị quý khách và khách riêng giới trẻ đó Ân Quang cũng như giới trẻ Tổng Nam một niềm vui sức khỏe
cũng như tổ chức một cái cuộc trò chuyện tối hôm nay được thành công. Xin được mọi người một tràng vỗ tay chúc mừng. Sau để chúc mừng, xin được chúc cho có cũng như mọi người ta nâng đi. Nếu như ai có đi điều trong tay thì xin mời mọi người chúng ta cùng nâng đi. Hello gái nha. Rồi kêu MC. Ông Tránh nhường lại cho MC ạ. Xin mời quý vị chúng ta chuẩn bị. 1, 2, 3 thưa cha, thưa các ông, các bà và toàn thể quý vị, đối với bổn phận của con hôm nay là đứng giữa hai vai trò, vị trí là một khách mời cũng như là một người con em của giáo họ, thì này đây cũng chính là niềm vui đối với con, nhưng niềm vui lại nhân bội hơn đối với các anh chị và các bạn giới trẻ của giáo họ Ân Quang cũng như Tổng Nam. Thì tối ngày hôm nay có diễn ra một sự kiện rất là trọng đại đối với các bạn giới trẻ thuộc Tổng Nam cũng như các bạn giới trẻ giáo họ Ân Quang. Đó chính là một giờ cầu nguyện để chúng ta cùng hướng về những gì mà Thiên Chúa đã trao ban, cũng như những tình cảm vừa rồi mà ông Tránh đã có gửi lời tới cha cũng như gửi lời tới toàn thể quý vị. Thì sau đây để đáp lại tình cảm đó thì xin được trân trọng kính mời ông Trùng Tránh của giáo họ, ông Trùng Tránh của giáo họ Ân Quang ạ, lên có đôi lời để chia sẻ cũng như gửi gắm những lời cảm ơn tới sự hiện diện đặc biệt của ông Tránh xứ và các ông trong đại diện cho hội đồng mục vụ giáo xứ. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa cha, kính thưa tất cả công đồng giáo xứ, toàn thể này, toàn thể công tùm quản trong đó Tổng Nam giáo xứ, tuy rằng các ông đồng giáo xứ là nhiều công việc nhưng mà vẫn bước chút thời gian để ra để tham dự với giáo họ Ân Quang nói riêng và Tổng Nam ta nói chung. Thì đó thì chúng con xin ghi nhớ và tất cả quan tâm của cha với hội đồng giáo xứ đã quan tâm đến giáo họ chúng con và đặc biệt đến với trẻ buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi đánh giá thì cũng được cha này, rồi hội đồng giáo xứ, rồi chúng con cũng mong rằng cha hội đồng giáo xứ những cái gì mà giáo họ chúng con mà không biết thì cha các ông cũng nhắc nhở để thêm giáo họ hoặc là trong Tổng Nam chúng con được nhiều cái tốt đẹp và càng tiến hơn. Một lần nữa con xin cảm ơn. Cái lần đi này thì tại cái đi phải cảm ơn MC này, hô hai lần rất là rõ ràng mà bây giờ là hai lần hô mà không chưa uống này, rượu đang còn nguyên chi ở đây. Đi này là tôi chúc riêng với MC, cảm ơn MC nhé, hai lần hô rất rõ ràng.